Đây hôm nay là có giao một bộ đồ ăn cho hai bác ở nhà đây. Đây bộ đồ ăn xét mà trời cúng này. Đấy bác thấy bộ đồ ăn này có đẹp không? Quá đẹp rồi. Đấy, bác sờ thử xem là nó có dày dặn không, hàng của bác chàng đấy. Có dày dặn. Dày dặn lắm, đẹp lắm. Hả? Tất cả họa tiết này vẽ tay đấy, cái này nó mẹ màu bền vĩnh cửu này. Đấy, màu sắc rất đẹp. Đấy bác cứ cầm hẳn cái bát đũa đấy, bác nhìn cho nó. Đẹp lắm. Đồ thờ nó đẹp.